Xin chào các bạn, hôm nay tôi là Thắng, thuộc công ty cổ phần Encargo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách gửi từ ngân hàng Yucho qua ngân hàng Mitsutomo Sui Inco, hay còn gọi là ngân hàng SMBC. Thì trước tiên các bạn dùng cái thẻ Yucho, các bạn đưa vào trong máy ATM, sau đó các bạn chọn sổ kim, rồi sau đó các bạn chọn cái nút cuối cùng này ha. Này nha các bạn. Sau đó chọn Zigie. Các bạn bật nhầm mã pin vào. Ở đây có rất là nhiều ngân hàng nó tương đối là giống nhau nha các bạn. Các bạn nào lưu ý chọn cái ngân hàng trên ở đây nha các bạn ha. Số 3 từ trên xuống này. Đây nha. Sau đó nó yêu cầu các bạn nhập chi nhánh vào này. Chi nhánh của mình là Omiya, thì các bạn nhập chữ O này vào. O thì nó sẽ hiện ra một loạt các cái chi nhánh. Đấy, thì Oyama, thì các bạn tìm thấy chữ Oyama thì các bạn nhập vào nhé. Còn nếu mà không tìm thấy các bạn bấm tiếp theo này. Nãy giờ tôi không tìm thấy, tôi bấm tiếp theo này. Đây, ngân hàng tên Omiya. Các bạn nhớ chữ kanji này nhé. Oyama, xin lỗi, Oyama nha các bạn. Oyama. Sau đó các bạn chọn phụ tử. Sau đó các bạn nhập cái số. Đây nhớ các bạn số nhé. 4 số này. 4609385. Cho các bạn chọn các cái gì. Các bạn nhập số tiền muốn chuyển vào ha. Ở đây tôi chọn là một sen yên. Sen yên. Tôi gửi thử cho các bạn xem ha. Rồi các bạn bấm các cái gì. Cái này là phí mình hết 220 yên nha các bạn. Phí hết 220 yên. Các bạn chọn các cái gì này. Cái ngày gửi là ngày này họ sẽ chuyển cho mình nha các bạn. Ngày này, ngày 18 tháng 2. Các hỏi các bạn được muốn đổi tên không? Nếu mà bạn không muốn đổi tên, các bạn để nguyên, các bạn chọn là Henko Shinai nhé. Mình gửi cái số điện thoại của mình, các bạn có thể nhập số điện thoại vào nhé. 0908237796. Đây là cái số điện thoại của mình, các bạn có thể sử dụng nó để nhập vào. Các bạn bấm các cái nhìn, sau đó các cái nhìn nữa. Rồi, đây là bước kiểm tra lần cuối xem là các thông tin có đúng không nha các bạn này. Đây là cái tên ngân hàng này, các bạn kiểm tra xem đúng không nha. Sau đó đến chi nhánh này. Đấy, sau đó cái mã số ngân hàng này. Rồi sau số tiền muốn chuyển này. Cái tiền mà các bạn phải trả phí này. Xong đến cái số tài khoản của tôi là Chu Đức Tăng. Rồi sau đó các bạn xem cái số điện thoại. Nếu cái phần nào muốn sửa thì các bạn bấm vào chữ Suse này ha. Còn nếu không sửa ok rồi thì bấm các cái nhìn. Ok, mình có cần đăng ký cái số của tôi không? Nếu không cần đăng ký thì các bạn chỉ cần bấm Todokushina. Sau đó bấm các cửa lên. Nó sẽ gửi cho các bạn cái mê sai số nó ở đây nha. Các bạn kiểm tra xem là mình đã gửi đúng hay chưa. Xin chào các bạn.